5 lý do khiến cho hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ đang được giới siêu giàu ưu ái một cách đặc biệt. Lý do thứ 5 chắc chắn khiến cho anh chị bất ngờ đó ạ. Cái lý do đầu tiên đó chính là ngay sau khi sở hữu hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ rồi thì các anh chị nhà đầu tư rất là dễ dàng và thuận tiện để mà có thể mở cái tài khoản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và từ cái tài khoản này thì anh chị mình có thể dễ dàng chuyển tiền ra các quốc gia khác để mà đầu tư làm ăn hoặc là sử dụng cho những cái mục đích khác. Lý do thứ 2 đó chính là sở hữu hộ chiếu của Thổ Nhĩ Kỳ chính là cái cánh cửa để mà mở ra cái hướng để đầu tư vào các quốc gia châu Âu. Bởi vì nếu mà từ Việt Nam các anh chị đầu tư qua các quốc gia châu Âu thì với các giấy tờ thủ tục rất là khó khăn. Tuy nhiên cái quy trình mà để anh chị đầu tư từ Thổ Nhĩ Kỳ vào các quốc gia châu Âu thì lại đơn giản và thuận tiện hơn rất là nhiều. Và cái lý do thứ ba thì đó chính là cái việc mà sở hữu một cái cuốn hộ chiếu thứ hai thì có thể được xem là một cái phương án backup plan cho giới siêu giàu ở trên thế giới. Cái lý do thứ tư đó chính là bên cạnh cái việc sở hữu hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ và xem đây như là một cái phương án backup plan thì các anh chị mình vẫn có thể cân nhắc xem Thổ Nhĩ Kỳ như là một cái quê hương thứ hai của mình. Và cái lý do thứ năm cũng là lý do đặc biệt nhất, đó chính là các nhà đầu tư hoàn toàn có thể sở hữu hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 0 đồng. Tại sao Phượng lại nói như vậy? Không phải lừa gà đây anh chị ha. Rất là đơn giản, bởi vì anh chị bỏ ra cái số tiền là 400.000 để anh chị mua một cái bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ và giữ trong vòng 3 năm. Và sau 3 năm thì anh chị hoàn toàn được phép bán bất động sản này đi mà vẫn có quyền giữ lại hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ bình thường. Vậy có nghĩa là sau 3 năm thì anh chị hoàn vốn, coi như là anh chị chỉ bỏ ra chi phí 0 đồng để mà sở hữu cuốn hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ. Có đúng không anh chị? Do đó, những cái anh chị nhà đầu tư nào mà mình đang mong muốn cân nhắc sở hữu một cái cuốn hộ chiếu thứ hai bằng hình thức là đầu tư bất động sản ngay từ đầu luôn với cái chi phí hợp lý mà không cần phải thông qua cái việc là sở hữu thẻ xanh trước rồi sau đó phải chuyển qua đất nước đó cư trú sinh sống một thời gian thì mới được lên hộ chiếu, lên quốc tịch, thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể được xem là một cái phương án đáng cân nhắc tại thời điểm hiện tại.